Thân mến, chào các em. Ngày hôm nay chúng ta cùng học bài số 10 các em nhé. Unit 10, Health and Hygiene. Bài 10, Sức khỏe và vệ sinh. Chúng ta cùng xem từ vựng của phần này là gì nhé. Trong phần A, Personal Hygiene, chúng ta có những từ sau đây. Health. Tình trạng sức khỏe. Healthy. Những âm tiết số 1, khỏe mạnh. Hygiene. Từ này chúng ta đọc là gene. Hygiene, các em nhé. Nhấn âm tiết số 1, vệ sinh. Personal, nhấn âm tiết số 1, cá nhân hoặc là riêng tư. Hope, hy vọng. Well, khỏe mạnh. Nearly, gần như. Harvest, nhấn âm tiết số 1, mùa vụ hoặc là mùa thu hoạch. Help, giúp đỡ. Helpful, có ích hoặc là giúp ích. Morning exercise, thể dục buổi sáng. Take care of, cụm từ chăm sóc. Take care of. Busy, những âm tiết số 1, bận rộn. Own, tự mình. Wash, giặt hoặc là rửa. Iron, là ủi quần áo. Ironing, việc là ủi áo. Stay up, thức giấc. Probably, gần như chắc chắn. Forget, những âm tiết số 2, forget, quên. Change, sự thay đổi. Polish, nhấn âm tiết số 1, đánh bóng. Put on, bằng với từ wear, có nghĩa là mặc hoặc là đội. Come, trong cái từ come này, cái chữ bờ chúng ta không đọc các em nhé. Come, chải đầu. Glad, vui mừng. At first, ban đầu. Strange, lạ. Worry, nhấn âm tiết số 1, worry, lo lắng. Carefully, kỹ lưỡng, cẩn thận. Cô mời các em cùng vào bài nhé. 1. Read, then answer the questions. Phần 1. Đọc, sau đó trả lời các câu hỏi. Đây là một lá thư đến từ mẹ. Cô mời các em cùng lắng nghe. A letter from mom, October 10th. Dear Juan, your dad and I hope you are well. We are both fine. It is nearly harvest time again, and we are working hard on the farm. Your grandfather often works with us. He is very helpful. He talks a lot about you and hopes you are well. I received a letter from your aunt last week. She wrote lots about you. So you are taking morning exercises now, huh? You never liked to get up early in Hue. We are happy to hear you do now. I hope you are taking care of yourself too. Your aunt is very busy. So remember to wash and iron your own clothes. And don't eat too much candy or stay up late. Those things are bad for you. I miss you a lot. Your dad and I hope to visit you in Hanoi soon, probably after the harvest. Don't forget to write, huh? Love, Mom. Okay, cô mời các em cùng đọc và dịch theo cô nhé. October 10, ngày 10 tháng 10. Dear Hoa thân mến. Your dad and I hope you are well. Ba của con và mẹ hy vọng là con khỏe. We are both fine. Và mẹ đều khỏe. It is nearly harvest time again and we are working hard on the farm. Bây giờ đã gần tới mùa vụ gặt và ba và mẹ đều làm việc rất là vất vả trên cánh đồng. Your grandfather often works with us. Ông của con thì cũng thường làm việc cùng với ba mẹ. He is very helpful. Ông ấy thì rất là có ích. He talks a lot about you and hopes you are well. Ông ấy cũng nói rất nhiều về con và cũng mong là con khỏe mạnh. I received a letter from your aunt last week. Mẹ đã nhận được một lá thư từ cô của con vào tuần trước. She wrote lots about you.
À, cô ấy đã viết rất nhiều về con. So you are taking morning exercise now, Hoa. À, con đang tập thể dục buổi sáng bây giờ phải không Hoa? You never liked to get up early in Huế. Con chưa bao giờ thích dậy sớm ở Huế. We are happy to hear you do now. Chúng tôi ở đây chúng ta dịch là ba mẹ các em nhé. Ba mẹ cảm thấy rất là vui khi nghe con như vậy bây giờ. I hope you are taking care of yourself too. Mẹ hy vọng rằng là con cũng chăm sóc bản thân của mình. Take care of là chăm sóc. Your aunt is very busy, so remember to wash and iron your old clothes. Cô của con thì cũng rất là bận rộn và vậy nên con nhớ là phải giặt và ủi quần áo của con nhé. And don't eat too much candies or stay up late. Và cũng đừng có ăn nhiều kẹo hoặc là thức trễ. Those things are bad for you. Những cái thứ đó thì xấu cho con. I miss you a lot. Mẹ nhớ con rất nhiều. Your dad and I hope to visit you in Hanoi soon. Ba của con và mẹ hy vọng là sẽ đi thăm con ở Hà Nội sớm. Probably after the harvest. Có thể là ở sau cái mùa vụ. Don't forget to write Hoa. Đừng quên viết cho mẹ nhé Hoa. Love mom. Yêu mẹ. Questions. Các em cùng trả lời cho cô các câu hỏi sau đây nhé. A. Why are Hoa's parents busy? Chúng ta có từ why là tại sao. Hoa's parents là ba mẹ Hoa. Busy là bận rộn. Tại sao ba mẹ của Hoa lại bận rộn? Các em có thể trả lời because. Từ đây cũng được các em nhé. Đó. Because it is nearly harvest time. Bởi vì đã sắp tới mùa vụ đúng chưa nào? Be chúng ta có từ who là ai. Helps là giúp đỡ. Farm là nông trại. Ai đã giúp đỡ trên nông trại? Thì có ông của Hoa đúng chưa nào? Như vậy các em trả lời Hoa's grandfather helps them on the farm. See when là khi nào. Go to Hà Nội là khi nào sẽ đi Hà Nội. They will go to Hà Nội soon, probably after the harvest. Họ sẽ đi Hà Nội sớm, có thể là sau vụ mùa. D. How là như thế nào. Different là khác. Now là bây giờ. Bây giờ Hoa khác cái chỗ nào? Đúng rồi. Hoa is different now. She gets up early and does morning exercise. Hoa đã dậy sớm và tập thể dục đúng như nào? E. What does Hoa mothers want her to do? What là gì? Hoa's mother là mẹ của Hoa. Wants là muốn cô ấy làm gì? Hoa's mother wants her to do her old washing and ironing. Mẹ của bạn Hoa muốn cô ấy là tự giặt giũ và là quần áo. What does she want Hoa not to do? Và bà ấy không muốn Hoa làm gì? Hoa's mother doesn't want her to eat too much candy or stay up late. Mẹ của Hoa thì không muốn Hoa ăn quá nhiều kẹo và thức trễ. To listen. Listen and put the pictures in order you hear. Các mẹ cùng nhau nghe một đoạn, sau đó hãy đặt những cái bức tranh này theo đúng vị trí mà các em đã nghe nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe. Yesterday, Hoa got up and took a shower. She put on clean clothes. She polished her shoes and put them on. She had her breakfast and then she brushed her teeth. She put a sandwich in her lunchbox and a bottle of water in her bag. She went to school. At recess, she ate her sandwich. Then she drank some water and talked with her friends. At home, she changed into red pants and a shirt and put on her sandals. After dinner, she washed and ironed her clothes. Then she did her homework. She brushed her teeth and had a bath. Then she went to bed at 11 o'clock. Và đây là đáp án của chúng ta các em nhé. A. One. Bức tranh số 1 là A. One. One bức tranh A. Two bức tranh A. Three là bức tranh F. Four là bức tranh D. Five G. Six C. Seven H. Và eight là bức tranh B. Three. Read Nam's diary. Các em hãy cùng nhau đọc nhật ký của bạn Nam nhé. Đây là thời khóa biểu hàng ngày của bạn Nam, đúng chưa nào? Chúng ta có get up là thức dậy, do morning exercise là tập thể dục buổi sáng, wash face là rửa mặt, comb hair là chải đầu, chải tóc, eat breakfast là ăn sáng, brush teeth
là đánh răng. Eat lunch là ăn trưa. Eat dinner là ăn tối. Brush teeth là lại đánh răng. Do homework là làm bài tập về nhà. Shower là tắm và go to bed là đi ngủ. Bây giờ các em hãy cùng nhau viết về bản thân một cái nhật ký cũng tương tự như bạn nam các em nhé. For write complete her bright lie to her mother with suitable verbs. Các em cùng nhau viết, ở đây là một cái lá thư mà bạn Hoa đã viết lại cho mẹ của bạn ấy. Các em hãy cùng nhau hoàn thành với những cái động từ tương ứng nhé. Và đây là đáp án của chúng ta. Các em thân mến, trong phần này các em cần nhớ cho cô những thì ở quá khứ đơn. Cũng tương tự, chúng ta có động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc. Có quy tắc các em chỉ cần thêm cho cô chữ E và chữ đều đồng sau. Còn bất quy tắc bắt buộc các em phải học thuộc cho cô nhé. Chúng ta có brush, burst, change, trained, come, combed, iron, ironed, sour, soured, wash, washed, do, did, drink, drank, get, got, put, tell, told. Ok, bài của chúng ta đến đây là kết thúc các em nhé.